Thì chị đứng dưới đừng có châm đi đường bậc của nó chứ châm. Châm ơi đi đường bậc của nó chứ, bạn trên trượt xuống rồi gây chân. Đẹp lên mà trượt. À nhìn vẻ thích cái nào đây. Đấy dí rồi, quạt đấy nó quay. Có cái quạt hút đâu á. Chắc quạt hỏng rồi. Thằng Nguyên nó sắp trượt xuống đấy. Nằm êm không? Bu nằm êm không? Gọi Nguyên nó sang cho, Nguyên nó nhảy. Nguyên sang nhảy với chị, sang nhảy với chị đây. Quá phải bố rồi nhá, ông ngã đấy.